phụ nữ thông minh. Phụ nữ phải hiểu rằng có những thứ càng nhìn nhận càng khiến bạn tổn thương. Là phụ nữ, bạn phải học cách tỏ ra lạnh lùng, chỉ đối xử tốt với những người tốt với mình. Là phụ nữ, bạn phải học cách tuyệt tình. Cái gì nên giữ thì hãy giữ, cái gì nên vứt bỏ thì đừng tiếc nuối mà níu kéo nó lại. Là phụ nữ, bạn phải học cách tàn nhẫn. Đối với những kẻ phụ bạn thì chẳng cần khoan dung. Nếu không thể trả thù thì cũng đừng bao giờ tha thứ. Là phụ nữ, bạn phải học cách làm bạn với nỗi cô đơn. Sẽ chẳng bao giờ có một người nào đó suốt ngày ở bên bạn, nâng niu bảo vệ bạn như bảo vệ một viên ngọc quý. Vì cuộc sống vốn dĩ rất cô đơn. Là phụ nữ, tuyệt vời nhất không phải là có người yêu đẹp, chồng giàu, mà tuyệt vời nhất là tự kiếm ra tiền. Tiền chân chính, không vấy bận. Là phụ nữ, ai cũng cần có sự che chở, nhưng cũng cần biết cách trở nên mạnh mẽ khi cần thiết. Không được yếu đuối, không được để bị ức hiếp. Là phụ nữ, đừng dựa dẫm vào người khác, phải tự lực cố gắng. Cái gì không biết thì hỏi, đừng nhờ vả khi thật sự không cần thiết. Là phụ nữ, đừng lụy tình kiểu ngu si, mà phải biết lỡ có yêu phải kẻ không ra gì thì cũng phải bỏ được cái không ra gì ấy. Là phụ nữ, đừng thông minh quá, mà có lỡ thông minh quá cũng đừng để người đời biết rõ. Giữ lại một chút cái thông minh để mà đối phó những chuyện không lường trước được. Là phụ nữ, đừng cứ ai cho gì cũng nhận, mà trước khi muốn nhận thì hãy tự hỏi tại sao người ta lại cho mình. Cuộc đời này không ai cho không ai bất cứ thứ gì đâu. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, nhé phụ nữ. Là phụ nữ, đi một mình đừng làm mặt ngây thơ, ngu ngơ, để ai cũng có thể ghẹo trêu, mà phải đeo một vẻ mặt tươi tắn, nhưng đúng mực, thậm chí lạnh lùng tí cũng được, nhưng đừng làm quá. Là phụ nữ, bạn phải học cách sống kiên cường. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, dù bầu trời trước mặt bạn dường như sụp đổ, thì bạn vẫn có thể tự mình vượt qua một cách mạnh mẽ. Tự mình cười cho mình xem, tự mình khóc cho mình nghe. Là phụ nữ, bạn phải học cách tự hài lòng với chính mình. Những người biết mình đang ở đâu, biết mình nên làm gì để được hạnh phúc, và những người biết thỏa mãn với những gì hiện có luôn là những người hạnh phúc nhất thế gian. Là phụ nữ phải nỗ lực giảm cân, phải thật thơm tho và xinh đẹp nhất nếu có thể, không phải để cầu mong sự trầm trồ tán tỉnh nhanh nhít của kẻ khác, mà để tự tin và gây cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Là phụ nữ, người yêu không có, nhưng ít nhất phải có một đứa bạn chân thành, tốt dạ tốt lòng, không cần.
cần thân lắm, chỉ cần hiểu là đủ rồi. Là phụ nữ vốn mềm mỏng yếu ớt lắm, nhưng phải cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình, vùng dậy trước sóng gió, đối mặt với khó khăn và làm chủ bản thân. Là phụ nữ, bạn phải học cách lãng quên quá khứ. Bạn không thể cứ mãi đắm chìm trong những ngọt ngào của một thời đã qua. Dù cho nó ngọt ngào, đẹp đẽ đến đâu, thì bạn vẫn mãi chẳng thể quay lại được. Quá khứ chỉ là những điều đã qua không thể thay đổi. Quan trọng bạn phải làm gì để tương lai còn tuyệt vời hơn quá khứ. Là phụ nữ, bạn phải học cách từ bỏ. Trên đời có những thứ không bao giờ, mãi mãi không bao giờ thuộc về mình. Dù bạn có giành giật, lôi kéo hay sống chết vì nó, thì nó cũng sẽ chẳng là của bạn. Vậy thì tại sao bạn lại tự hủy hoại hạnh phúc bản thân để theo đuổi những thứ vô nghĩa đó? Hãy mỉm cười chấp nhận, chào đón ngày mai. Là phụ nữ, đừng nên sống phụ thuộc vào ai, cũng đừng sống vì ai quá nhiều. Đừng cho người ấy là tất cả, cũng đừng nên thiết tha với cái gì không đáng. Không nên rơi quá nhiều nước mắt vì một chuyện đơn giản. Hãy học không quan